Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 4. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số 11, Unit 11, My Home, nhà của tôi, tiết số 3, Lesson 3. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng ôm lại toàn bộ các cái từ vựng và ngữ pháp mình đã học được trong Lesson 1 và Lesson 2. Sau đó mình sẽ luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ha. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, Listen and Repeat. Lắng nghe và lặp lại. Trong phần này chúng ta sẽ có các cái âm ha. Nó sẽ phát âm như thế nào, khác nhau như thế nào ở mỗi cái âm như thế và ở mỗi cái từ như thế này. Và các từ này nó sẽ nằm trong những cái câu mà mình đã học trong Lesson 1 và Lesson 2. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Page 10, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. I. Big. They live in a big village. E. Street. They live in Green Street. Các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có hai âm y, đó là âm y ngắn và âm y dài ha. Âm y ngắn trong chữ i và âm y dài trong hai letter e. E, các bạn sẽ đọc kéo dài nó ra một tí ha. Các bạn cố gắng lắng nghe lại nhiều lần để mà mình luyện tập hai âm này nha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái nội dung của hai cái câu này nè. Họ sống trong một ngôi làng rộng lớn và họ sống trên đường phố Green. Dù là chữ Green hay chữ Street, nó đều là âm y dài hết nhé. Chúng ta đến với phần số 2, Listen and Circle. Lắng nghe và sau đó khoanh tròn đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có hai câu là câu số 1 và câu số 2. Ở mỗi câu chúng ta sẽ có A, B và C. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình sẽ cùng xem thử là cái đáp án nào là đáp án nó đúng theo cái bài listen và mình sẽ khoanh tròn vào A, B hoặc là C. Trước khi lắng nghe thì các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu cái nội dung của phần này trước ha. Các bạn sẽ nên đọc nó lên nha để mình quen với cái tai, sau đó lát nữa mình nghe mình sẽ chọn nó sẽ dễ hơn. Tôi thì sống trong một cái thị trấn rộng lớn. Tôi sống trong một cái thị trấn rất là xanh sạch. Tôi sống ở khách sạn tên là Green. Ở câu số 2, anh ta sống trong một cái thị trấn rộng lớn. Anh ta sống tại một cái khách sạn tên là Green. Anh ta sống trong một cái khách sạn rộng lớn. Chúng ta cùng nhau lắng nghe và chọn đáp án đúng nhé. Page 10, Lesson 3, Activity 2, Listen and Circle. 1. I am in a big town. 2. He is at Green Hotel. Các bạn có thể tua lại để nghe nếu như các bạn nghe chưa rõ ha. Và chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nè. À, câu số 1 đáp án đúng sẽ là A. Và câu số 2 đáp án đúng là B. Các bạn cùng sửa bài vào. Chúng ta đến với phần số 3, Let's Chant. Phần này là phần vỗ tay theo nhịp ấy ha. Trong phần này chúng ta sẽ có hai đoạn văn tương ứng với hai bức tranh. Thì các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình cùng hát vỗ tay theo nhịp mô tả hai cái bức tranh này. Trước hết chúng ta cùng nhau lắng nghe nhé. Page 10, Lesson 3, Activity 3. Let's chant. Little bee, little bee, where do you live? I live in Green Street. Green Street. Green Street. Here you are, little bee. Little fish, little fish, where do you live? I live in a big village. A big village. A big village. Here you are, little fish. Sau khi lắng nghe rồi thì các bạn có thể hát lại ha, vừa hát vừa vỗ tay hoặc là mình luyện đọc cũng được nha. Phần này nó sẽ luyện kỹ năng đọc cho các bạn nè.
Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài này một tí nè. Little bee là chú ong nhỏ ha, con ong nhỏ ấy ha. Chú ong nhỏ, một chú ong nhỏ, bạn sống ở đâu vậy? Tôi sống trên đường phố green, đường phố green, đường phố green. Ui, bạn ở đây, chú ong nhỏ. Một chú cá nhỏ, bạn sống ở đâu vậy? Tôi sống trong một khu làng rộng lớn, một khu làng rộng lớn, một khu làng rộng lớn. Bạn ở đây rồi, chú cá nhỏ. Chúng ta đến với phần số 4, read and circle, đọc và sau đó khoanh tròn đáp án. Trong phần này chúng ta sẽ có một đoạn văn. Các bạn sẽ cùng nhau đọc đoạn văn này lên và ở dưới sẽ có câu số 1, 2, 3, 4. Mình sẽ khoanh tròn vào đáp án A hoặc là B để điền cái thông tin đó vào chỗ trống tương ứng với cái nội dung ở trong cái đoạn văn này. Trước hết chúng ta cùng nhau đọc đoạn văn với nhau nhé. I live in a small flat with my parents. It is in Lelai Street. The street is very busy. At the weekend, I visit my grandparents. They live in a big house with a beautiful garden in a village. The village is quiet and beautiful. Tôi sống trong một căn hộ nhỏ với bố mẹ của tôi. Nó nằm trên đường phố Lê Lai. Cái đường phố này thì rất là bận rộn. Vào cuối tuần thì tôi đến thăm ông bà của mình. Họ sống trong một ngôi nhà rộng lớn. Có một cái khu vườn xinh đẹp ở một làng quê. Cái ngôi làng này thì rất là yên tĩnh và xinh đẹp. Chúng ta đến với câu số 1. Ở câu số 1 có là I live in a flat. Tôi sống trong một căn hộ như thế nào đó. Giờ mình sẽ có đáp án A, rộng lớn, hoặc là B, nhỏ. Vậy các bạn nhìn trong đoạn văn nè. I live in a small flat. Vậy đáp án đúng sẽ là chọn từ small. Đáp án B. Tương tự với những câu còn lại ha, các bạn cứ giấu cái thông tin lên trong đoạn văn và mình sẽ tìm được đáp án đúng. Ở câu số 2, con phố Lê Lai chính là một con phố rất lạ. The street is very busy. Các bạn chọn đáp án A. Câu số 3, ông bà của tôi thì sống ở, thành phố Hemingway nè. They live in a big house in a village. Ông bà sống ở quê, vì thế đáp án đúng là đáp án B. Ở câu số 4, thế miền quê nơi ông bà sống thì như thế nào? The village is quiet and beautiful. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Cái làng quê nơi mà ông bà sống thì rất là yên tĩnh và vậy xinh đẹp, chứ nó không có nhỏ và bận rộn ha. Các bạn có thể xem cái phần mix gạch chăng nè, chính là cái thông tin để mà mình làm dán xuống cái câu số 1, 2, 3, 4 nha. Chúng ta đến với phần số 5, let's write, phần thi luyện viết. Trong phần này, các bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân các bạn nè, nơi mà các bạn sống nè, và đó là vùng quê hay thành phố, rồi nơi đó nó như thế nào, nó nhộn nhịp, nó rộng lớn, nó to hay là nó xinh đẹp, nói tùy các bạn. Các bạn lưu ý ha, phần số 5 này nó sẽ tương tự với phần số 4 ở phía trước, nhưng mà các bạn chỉ cần thay đổi thông tin sao cho nó thích hợp với bản thân của mình thôi. Tôi sống ở... ở đâu đó, với ai đó, nó thì nằm ở đâu, ở miền quê hay thành phố, hoặc là ở đường phố nào đó, nó thì, nó xinh đẹp, nó rộng lớn gì đó. There are not many, ở đó nè, ở đó thì không có rất là nhiều, không có nhiều cái gì đó. Ví dụ ở quê các bạn thì sẽ không có nhiều xe cộ nè, hoặc là ở thành phố thì có thể là không có nhiều cánh đồng nè, nhưng mà nó có một cái gì đó, và tôi rất là yêu cái nơi mà tôi sống. Vậy ở vị trí số 1 các bạn sẽ điền căn hộ hoặc là ngôi nhà. Ở vị trí số 2 các bạn sẽ điền cái người mà các bạn sống cùng ấy, family hoặc là parents hoặc là grandparents thì các bạn. Ở số 3 các bạn xem thử là cái house hoặc là cái flat của bạn này nó ở nơi nào. Cái house, tôi sống ở nhà, tôi sống ở một ngôi nhà và ngôi nhà của tôi nó ở miền quê. Miền quê của tôi thì rất là yên tĩnh và ở miền quê thì nó không có nhiều ô tô và các xe máy. Nhưng mà nó có gì? Một cái chợ rất là lớn. Và tôi rất là yêu cái làng quê của mình. I love my village very much. Rất là yêu cái quê của mình. Các bạn cứ thay thế cái thông tin của các bạn vào trong từng cái chỗ trống như thế này nhé. Chúng ta đến với phần số 6, project. Phần này là phần dự án tổng hợp lại toàn bộ những thứ mà các bạn đã học trong bài số 11.
My beautiful home. Ngôi nhà xinh đẹp của tôi. Trong phần này các bạn sẽ vẽ một bức tranh nè để giới thiệu về cái ngôi nhà nơi bạn sống, cái đường phố nơi bạn sống hoặc là cái miền quê nơi bạn sống, rồi xung quanh đó nó sẽ có những cái nhà như thế nào, những cái cửa hàng như thế nào. Các bạn sẽ vẽ hết trong một bức tranh, rồi sau đó mình sẽ cùng lên và mình thuyết trình về bức tranh đó. Bắt đầu bằng câu là I live in, cộng với địa chỉ nơi bạn sống. Ví dụ trong bức tranh này, bạn gái này sống ở đường phố Thăng Long đúng không? Và đường phố Thăng Long này là a street, vì thế là rất là busy, bận rộn, nhộn nhịp. Và ở đường phố sẽ có gì? Quán cà phê nè, cửa hàng quần áo nè. Ở đường phố cũng sẽ có rất là nhiều cây xanh nè. Như vậy ha, bạn sẽ tự giới thiệu về ngôi nhà của mình. Nó tương tự với cái bài 5 hồi nãy các bạn biết. Và bây giờ qua bài 6 thì các bạn hãy chuyển nó thành bài nói là được. Chúng ta tổng kết lại cái bài số 11, tiết số 3 hôm nay mình sẽ học được này. Thứ nhất là chúng ta phân biệt được âm y ngắn và âm y dài. Cái âm y ngắn trong từ big và âm y dài trong từ street. Và phần số 2 chúng ta sẽ nói giới thiệu về ngôi nhà của mình sống. Để giới thiệu về ngôi nhà thì mình sẽ có 4 yếu tố. Thứ nhất là gì? Bạn sống ở đâu? Bạn sống với ai? Cái nhà của bạn, cái quê của bạn nó trông như thế nào? Và có những gì ở cái quê của bạn sống? Bài học Unit 11, My Home, Lesson 3, tiết học số 3, đến đây là hết. Missy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!